Ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Ngài, chúng con đặt riêng thì giờ buổi chiều hôm nay để chúng con đến với Chúa và chúng con cùng nhớ đến con dân Chúa đang cùng thờ phượng Chúa với chúng con tại Việt Nam. Nguyện xin Chúa đang thăm viếng Chúa ở cùng với tất cả chúng con người ở tại đất Hoa Kỳ, người ở tại Việt Nam. Chúng con biết rằng Chúa vượt qua cả không gian và thời gian, Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ một cái quy tắc nào, luật lệ nào của thiên nhiên, vì chính Ngài tạo dựng nên thiên nhiên. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Nguyện xin Chúa thăm viếng mỗi chúng con, mở con mắt thuộc linh, lỗ tai thuộc linh của chúng con để chúng con nghe, nhìn thấy công việc của Chúa ở xung quanh đời sống của chúng con, cho chúng con có phần ở trong chương trình của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, dấu hiệu là gì biết bạn chị em, các bạn thanh niên, dấu hiệu là gì? Khi tôi chạy xe từ ở dưới Tacoma lên đây thì phải xem cái dấu của freeway chỉ cho mình chạy đến một cái exit nào mình đi vào chỗ đó. Dấu hiệu là những cái là những cái dấu hiệu chỉ cho chúng ta đến một cái chỗ nào đó. Tôi nhớ khi khi còn ở Việt Nam thì nhà của người bạn của tôi, mấy anh em rất thích xem bóng đá, nhưng mà ba thì rất là khó, không có cho mấy đứa con xem lấy tivi ra coi. Và vì vậy mỗi lần ông ba đi không có nhà đó thì mấy anh em lén mà lấy tivi ra xem, và một đứa coi mười mấy phút, còn một đứa kia đứng ở ngoài canh, chỉ cần mà nghe cái tiếng xe gì đó là nghĩ là chắc là 3 giờ rồi, là phải chạy báo cho đứa kia để rồi cất cái tivi lại. Có những cái dấu hiệu giống như trong cái câu chuyện tôi kể với bạn chị em, Ngài Chúa trở lại, Chúa cho chúng ta những cái dấu hiệu cuối cùng. Và lời Kinh Thánh trong Matthew đoạn 24 cũng như đoạn 25 cho chúng ta thấy rằng về cái thời điểm ngày và giờ thì không ai biết hết. Chúng ta phải biết chắc điều đó. Ngày hôm nay mà tôi và quý vị mà chúng ta nghe ai nói rằng đoán cái ngày nào mà Chúa sẽ đến thì quý vị và tôi phải biết chắc rằng người đó sẽ nói sai, tại vì chính Chúa Giêsu đã nói điều đó. Những cái ngày giờ thì ngay cả Chúa Giêsu cũng không biết, chỉ có Cha là Đức Chúa Cha biết mà thôi. Nhưng mà Chúa cho mình những cái dấu hiệu về thời kỳ, cái sự chuẩn bị khi Chúa sẽ trở lại. Là con dân Chúa, là những người yêu mến Chúa, chúng ta nghĩ như thế nào khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu mà thường có nhiều người nói Chúa sắp tái lâm, Chúa sắp trở lại, thì cái lòng chúng ta như thế nào? Lòng chúng ta vui hay là lòng chúng ta không vui? Hay là nói Chúa ơi, phan khoan hãy trở lại để con lập gia đình đã. Các bạn thanh niên chắc là đang suy nghĩ điều đó, để con có bạn trai bạn gái đã đi, gọi là nếm mùi tình yêu coi như thế nào. Hay là chúng ta mong đợi cái ngày Chúa trở lại. Hai người thương yêu nhau thì họ mong đợi để gặp nhau. Chúng ta nói rằng mình yêu mến Chúa để xin Chúa giúp cho chúng ta cũng thấy cái ngày Chúa trở lại nó rất là đặc biệt. Và tôi nghĩ rằng có thể lắm chúng ta nghe nhiều rồi, nhất là một số quý ông bà anh chị em rồi gọi là sanh ra, lớn lên và trưởng thành ở trong hội hội thánh của Chúa, ở trong nhà của Chúa, thì nghe cái việc mà Chúa tái lâm là chắc là tôi nghĩ là rất là thường. Tôi nhớ ngày xưa khi còn là thanh niên, bây giờ cũng còn là thanh niên nhưng mà thanh niên lớn tuổi. Ngày xưa khi còn là thanh niên, quý vị, lúc đó tôi chưa tin Chúa và nghĩ rằng tới cái năm năm 2000 đó, quý vị còn nhớ, bây giờ mình là 2021 rồi ha, các bạn trẻ ở đây chắc không biết rồi, nhưng mà những người lớn tuổi như chúng ta nhớ cái năm 2000, lúc đó tôi lúc còn trẻ nghĩ tới cái năm 2000 mình mới có hai mươi mấy tuổi rồi mà phải, lúc đó chưa tin Chúa, cho vì tôi nghĩ rằng nếu mà là tận thế, nghe nhiều người nói sẽ tận thế năm 2000 thì nghĩ vậy chưa
chưa sống, gọi là mình gọi mình nói là chưa có hưởng gì ở trong cái cuộc đời này mà phải qua đời sao? Đó là cái đó là lúc mình chưa tin Chúa. Nhưng mà khi mình tin Chúa rồi thì đọc lời Chúa, đọc Kinh Thánh cho chúng ta thấy có những cái hy vọng rất là nhiều. Quý ông bà chị em ơi, là con dân Chúa, chúng ta thấy hầu hết những cái lời tiên tri về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu đã được ứng nghiệm. Chỉ còn có một cái việc chưa ứng nghiệm thôi, đó là sự Chúa Giêsu tái lâm. Và là con dân Chúa, chúng ta mong đợi cái điều gì ở nơi đây? Những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng. Khi nãy bạn Sandy đọc cho chúng ta về cái câu gốc rồi ha. Một bạn lên sao? Chiếu chỗ nào? Rồi, ok. Yeah. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 13. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Cho chúng ta thấy rằng những cái câu trên cho chúng ta thấy có những cái thách thức, có những cái khó khăn ở trong cái thời kỳ trước khi Chúa đến. Nhưng mà người nào vững lòng, người nào bền chí cho đến cuối thì sẽ được cứu. Ở tại nơi đây cho chúng ta thấy rằng sẽ có những thách thức ở trên đời sống của chúng ta, và những cái thách thức này sẽ là một cái điều nhắc nhở cho chính đời sống của tôi và quý vị. Tôi đọc thêm một cái câu Kinh Thánh nữa ở đây cho chúng ta thấy. Bảo mà dưới sao ba má không nói được. Ông này rồi, thấy rồi. Đây là câu mà tôi nói khi nãy, Ma-thi-ơ 24 câu 36. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, chỉ một mình cha biết mà thôi. Bấm tiếp cho quý vị thấy. Đây mình hơi thách thức chút xíu nha. Bấm đây hả? Bấm màn hình nữa. Ôi, đây nó nhảy nè. Dạ. Quý vị theo dõi, đang theo dõi trên Zoom thì khó chút xíu. Như vậy chúng ta thấy rằng không ai biết, không ai trong chúng ta sẽ biết ngày Chúa trở lại, ngày bây giờ, ngày Chúa tái lâm. Nhưng chúng ta phải biết chắc một điều là Chúa sẽ tái lâm. Amen quý vị. Amen. Không ai biết hết, không ai biết ngày bây giờ. Nhưng mà một điều chắc chắn chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Bây giờ trước khi đi vào những cái dấu hiệu khi nãy quý vị nghe chúng ta đọc qua đó, tôi muốn được chia sẻ một chút xíu về cái mục đích của sự Chúa trở lại hay là Chúa Giêsu tái lâm. Tại vì tôi nghĩ rằng khi chúng ta biết được cái mục đích thì mình sẽ nhìn những cái dấu hiệu mà mình sẽ có cái hy vọng. Còn nếu không, có thể quý vị hiện ra ngồi dưới đây mình nghĩ cũng không biết làm để làm cái gì, cũng tôi cũng không mong đợi một cái điều gì hết, thì xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái mục đích của sự Chúa tái lâm có cái ý nghĩa gì cho chúng ta, có 6 cái mục đích ở nơi đây. Xin cho chúng ta bấm ở dưới, bấm mấy đứa bấm cho một sơ đi rồi. Có 6 điều mà cho chúng ta thấy cái mục đích của Chúa Giêsu phải tái lâm. Thứ nhất là để ứng nghiệm lời tiên tri. Chúng ta thấy điều này như tôi nói khi nãy, thành ra tôi không viết cái câu Kinh Thánh ra ở đây. Thứ nhất là để ứng nghiệm lời tiên tri. Cái điều thứ gì là để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Ồ, quý vị có thể nói, ủa tôi nhớ là cái ngày tại nơi thập tự giá Chúa Giêsu nói rằng mọi việc đã được chọn rồi mà, xong hết rồi, tại sao? Hebrew đoạn 9 câu 28 cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy một người qua đời ngày hôm nay, nếu mà không qua đời ở dưới lọt xuống sông, xuống hồ gì đó, thì mình chôn, thì mình thấy cái xác vẫn còn nằm ở trên đất, phải không? Xin lỗi, cái xác vẫn còn nằm ở dưới lòng đất, hoặc là ở một nơi nào đó. Chúng ta biết một người qua đời thì cái linh hồn của họ về với đấng tạo hóa, nhưng mà cái xác chúng ta thấy rõ ràng cái xác không có biến mất đi, đồng ý không? Quý vị chúng ta đồng ý cái này không? Thành ra khi Chúa Giêsu trở lại, lời Chúa cho chúng ta thấy rằng những cái người được chôn sẽ được bước ra khỏi cái nơi chôn của họ ở trong
Cô-rinh-tô thứ nhất nói chúng ta điều đó. Thứ ba là để bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa đến để bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, để phán xét muôn vật. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có rất là nhiều những cái công việc mà có lẽ chúng ta cảm thấy rằng không có sự công bình ở trong cái thế giới mà mình đang sống. Các bạn, quý ông bà, chị em, chúng ta đồng ý chỗ này không? Có là lúc mình thấy, ủa sao cái chuyện này, cái anh này, cái chuyện này làm những cái việc gian dối, mà tại sao họ cứ tỉnh bơ mà sống một cách khuây khỏa, còn tôi theo Chúa, yêu mến Chúa, mà sao gặp đủ thứ những cái rắc rối khó khăn. Ồ, Chúa trở lại để phán xét. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ rất là vui, rất là mừng, tại vì biết rằng không có một điều gì có thể vượt qua con mắt của Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng công bình. Có lẽ chúng ta bị những người bạn hay là những người chủ hay là một ai đó gọi là đối xử không công bằng với chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấy điều đó. Là khi Chúa trở lại, Chúa sẽ ban cái sự bày tỏ cái sự công bình của Ngài. Và là người tin Chúa thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp Chúa và được Chúa đón xét. Không phải ở đây đón xét là mình sẽ về với Chúa lên thiên đàng hay là xuống địa ngục, nhưng mà ở đây đó là Chúa ban cái phần thưởng cho chúng ta. Có lẽ nhiều người nói thôi chỉ cần được cứu là được rồi. Tôi còn nghe có nhiều người nói là con chỉ cần là con chó ở trên nước thiên đàng thôi cũng vui rồi. Không biết bạn chị em, Chúa là đấng rất là công bình. Khi chúng ta phục vụ Chúa, khi chúng ta hầu việc Chúa ở trên đất, Chúa sẽ ban phần thưởng cho chúng ta. Không có một Ngài là đấng công bình, cho chúng ta thấy như vậy. Đó là ba điều ha. Ứng nghiệm là tiên tri hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời và bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Cái điều thứ tư, Chúa đến để ban phần thưởng. Như từ đó khi nãy trong Khải Huyền 22 câu 12 nói rằng này ta đến mau chóng và mang phần thưởng. Ta cảm ơn Chúa. Và điều thứ năm đó là không những chỉ ban phần thưởng cho chúng ta không, Chúa đến, Chúa tiếp rước chúng ta về với Ngài. Trong Giăng đoạn 14 câu 3 nói rằng, câu 1 câu 2 nói rằng ta đi, các ngươi đừng có lo, ta đi, ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã sắm sẵn xong ta sẽ trở lại tiếp rước các ngươi. Như vậy không chỉ Chúa ban phần thưởng không, nhưng mà Chúa tiếp rước chúng ta về với Ngài. Như vậy mừng không? Chúng ta mừng hay không? Hay là mình lo, hay là mình không muốn cái Ngài Chúa trở lại? Không còn, không còn. Con mua cái nhà này, con mua cái xe kia, con mua cái miếng đất này, hay là làm bất cứ cái gì. Cho chúng ta điều đó. Và cuối cùng, viên bạn chị em, đó là để phá quỷ, phá diệt mọi quyền lực thế giới tối tăm. Chúng ta biết rằng khi Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên thì Ngài nói rằng mọi quyền phép ở trên trời dưới đất đã ban cho ta. Chúa ban cho con người, Chúa ban cho những người tin Chúa cái uy quyền, cái authority. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay vẫn còn có những cái thế lực tối tăm, đúng không? Chúng ta còn thấy có những cái sự hoành hành của thế giới tối tăm, nó chưa bị dẹp đi hết. Và khi Chúa Giê-xu trở lại tái lâm thì Ngài sẽ cấp đi hết, Ngài thống trị điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Xin bác Hồng Tôn rồi đã. Như vậy 6 điều ha. Nếu mà quý vị nếu có dịp trở lại với hội thánh hỏi với quý vị mấy lần ăn hết bác Hồng Tôn. 6 điều. Mục đích tại sao Chúa Giê-xu phải trở lại. Thứ nhất là để ứng nghiệm lời tiên tri. Thứ nhì là để hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời. Thứ ba là bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Thứ tư là để ban phần thưởng cho chúng ta. Thứ năm là để đem chúng ta về với Ngài. Và thứ sáu để hủy diệt quyền lực, các quyền lực tối tăm, quyền lực của ma quỷ. Bây giờ mình đi vào cái điểm kế tiếp. Bấm cho mục sư. Và những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng. Bấm một cái tiếp luôn. Mình thấy ở đây viết sẵn dưới đây, quý vị có thể chụp hình. Viết là không kịp đâu. Dựa theo cái Ma-thi-ơ đoạn 24, chúng ta thấy có ít khoảng 12 cái dấu hiệu. Đó, trong một thời gian này cho bắt bắt nhớ nhiều quá. 6 cái mục đích rồi 12 cái dấu hiệu, làm sao mà nhớ hết nổi. Đúng, là chính tôi chắc cũng không biết nhớ nổi hay không. Chỉ viết xuống cho chúng ta. Hôm qua con thiền thì nhân sách được thôi. Không, để cho chúng ta nhớ. Các bạn chỉ chia 12 cái dấu hiệu này. Em sờ em thấy vẫn lạnh nguyên mà. Bốn rồi. Chỉ để các bạn về. Cả chúng ta dễ nhớ ha. Như vậy 6 mục đích Chúa Giê-xu phải tái lâm.
và có bốn cái dấu hiệu à? Để chúng ta nhìn xem biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại. Bây giờ chúng ta đến với dấu hiệu, cái loại dấu hiệu thứ nhất đó là về trong thiên nhiên. Lời Kinh Thánh trong Matthew đoạn 24 cho chúng ta thấy sẽ có những đối biến, sẽ có những đồng đất, sẽ có những cái dịch lệ xảy ra. Đó là cái dấu hiệu về thiên nhiên chúng ta thấy. Ngày hôm nay với cái phương tiện khoa học kỹ thuật, mình đang sống ở trong thế kỷ thứ 21, nhưng mà quý vị và tôi chúng ta phải thấy rõ ràng đó là cái sự khó khăn nó cũng còn, phải không? Nó cũng còn chứ không phải là không hết đâu. Bây giờ chúng ta thấy cái động đất, tôi lấy một cái hình ở trên Google, các bạn thanh niên có thể search nhìn thấy ở đây. Những cái chấm đỏ đó quý vị, đó là những cái nơi mà có cái sự động đất. Ngày hôm nay người ta biết, và cái thông tin này, cái dữ kiện này là năm 2006 thôi, và cho đến ngày hôm nay tôi nghĩ rằng động đất, tôi nghĩ là nơi nào có đất là sẽ có động. Và ngay cả động đất nó ra dưới biển nữa, chúng ta biết động đất nó cũng xảy ra dưới biển, mặc dù mình nói là động đất nhưng mà ở dưới biển nó cũng có những cái sự chấn động xảy ra ở mọi nơi. Đó là điều lời Chúa cho chúng ta thấy, và càng ngày nó càng nhiều. Rồi thiên tai, chúng ta thấy hồi năm ngoái ở Việt Nam, ở miền Trung, có lẽ miền Trung thì quý vị nào quê ở miền Trung chúng ta biết, có lẽ hầu như mỗi năm đều gặp những cái sự khó khăn, nhưng mà năm có những năm thì nhiều hoặc là ít thôi. Như vậy chúng ta không có nghi ngờ về điều gì về cái sự đói kém. Rồi có một cái hình đây cho quý vị xem, những cái dấu cái màu tím đó quý vị, cái màu tím là những cái nơi mà có cái sự vẫn còn nhiều cái sự đói kém, mà chúng ta thấy những nước như ở châu Á hoặc là ở châu Phi hoặc là Nam Mỹ, chúng ta thấy vẫn còn. Một điều rất là đặc biệt không quý vị, những nước gọi là phương Tây, hay là theo cái nền văn hóa của phương Tây đó, Western Civilization, thì chúng ta thấy lại không có cái vấn đề này. Và quý vị biết đằng sau những cái nền văn hóa đó là có nhiều người nói tại sao Chúa dùng ông Phaolô để rồi có những cái cuộc truyền giáo qua châu Âu, và đã thay đổi, đưa cái Kinh Thánh, đưa cái sự tin kính Chúa, thay đổi cả một cái nền văn hóa. Và một đất nước nào có cái sự tin kính Chúa, có cái sự yêu mến Chúa, thì chúng ta thấy nó không phải chỉ thay đổi ở trong cái nhà thờ, không biết bài cho em một cái sự thay đổi thật sự, đó là thay đổi cả một cái nền văn hóa. Và ngày hôm nay một đất nước nào đi lại ngược lại với lời Kinh Thánh thì chúng ta sẽ gặp những cái sự khó khăn rất là nhiều. Đây là cái điều chúng ta thấy rất là rõ, không có lẽ tôi không cần phải chứng minh điều này, chúng ta thấy rõ điều này. Và ngay cả đất nước mà chúng ta đang sinh hoạt ở đây, chúng ta cũng đang đối diện với những điều đó. Bây giờ ngay cả đói kém ở Hoa Kỳ nữa, chứ không phải ở một nơi nào khác đâu. Ở đây là một cái thống kê tôi được xin được cho chúng ta thấy từ năm 2000 cho tới năm 2014, có những cái sự thay đổi rất là nhiều. Dịch lệ, thôi khỏi cần nói dịch lệ rồi, bây giờ ai cũng biết hết rồi, phải không? Bây giờ mà một người nào mà ho, một người nào mà nhức đầu là là biết ra đó. Và tôi thấy một điều rất là đặc biệt khi vào nhóm với quý vị, ít người đeo khẩu trang ha, quý vị rất là anh hùng, rất là ở hội thánh, ở nơi tôi nhóm thì lúc đầu cũng vậy đó, nhưng mà sau này có nhiều người bị quá, mọi người đeo hết, khỏi cần nói gì hết, là mọi người cũng phải thi hành, tại vì tùy theo thôi. Có những người thì khi mà bị Covid thì có người bị nặng, có người bị nhẹ, nhưng mà cái ảnh hưởng cũng có nha quý vị, chứ không phải là không có đâu. Rồi đó là những cái điều và những cái dấu hiệu ở trong thiên nhiên. Tôi xin được đi nhanh qua chút xíu. Bây giờ mình đến một cái loại dấu hiệu thứ nhì, đó là ở trong con người hay là ở trong nhân loại. Lời Kinh Thánh nói như thế nào? Có chiến tranh, có những cái sự bạo loạn xảy ra.
tôi xin được chiếu cái đây. Chúng ta thấy trong năm 2020, những cái dấu chiến tranh và tin đồn chiến tranh câu 6 ha, rồi câu 7, dân này nước này nghịch lên cùng dân khác nước khác, tội ác thêm nhiều lòng yêu mến người dân. Chúng ta thấy cái điều này có chính xác hay không? Mình đang sống ở trong thế kỷ thứ 21, năm 2021, phương tiện khoa học kỹ thuật rất là hiện đại, phương tiện y khoa, và song song với điều đó thì những cái phương tiện để giết người cũng rất là hiện đại. Ngày xưa quả bom nguyên tử mà hạ xuống hai cái thành phố của nước Nhật không bằng một cái đầu đạn hạt nhân ngày hôm nay. Rồi ngày xưa người ta giết nhau bằng gươm bằng giáo thôi, ngày hôm nay thì không cần đứng đằng xa cũng có thể giết được rồi, bằng súng. Rồi chúng ta thấy những cái điều đó càng ngày càng nhiều, và khi chúng ta xem những cái thông tin, những cái tin tức ở trên TV thì chúng ta thấy thật là rõ ràng những cái tội ác nhiều hơn, và cái sự tranh giành từ nước này nước nọ, những cái quyền lực tranh giành nhau. Ở trong Daniel nói như thế này quý vị, Daniel đoạn 12 câu 4: còn ngươi hỡi Daniel, hãy giữ kín những lời này và niêm phong cuốn sách này lại cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng. Chúng ta thấy câu này đúng không? Ngày xưa có lẽ khi ông Daniel, khi Chúa bày tỏ cho Daniel viết cái phân đoạn kinh thánh này thì ông có lẽ không hiểu được. Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng. Quý vị biết ngày xưa khi mà để đi từ thành phố New York, là một thành phố phía miền đông nước Hoa Kỳ, đi qua bên phía tây là thành phố San Francisco, người ta đi khoảng mấy tháng quý vị, và đi bằng xe ngựa đó, cái loại xe ngựa đó, mà đi mà không biết cái chuyến đi đó mình có còn sống hay không nữa. Đó là cái thời xưa đó. Còn ngày hôm nay lên máy bay đi khoảng 4-6 tiếng đồng hồ là chúng ta tới được cái thành phố đi băng ngang nước Mỹ, đúng không? Ngày nay quý vị muốn về Việt Nam, mình có thể lên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ sau mình về được Việt Nam rồi. Rồi sự hiểu biết sẽ gia tăng. Chúng ta thấy càng ngày khoa học càng tiến bộ, người ta càng hiểu biết thêm nhiều. Và ở đây có mấy bạn thanh niên ở đây, xin được khích lệ với bạn là có ra lúc mình đi học, mình thấy mình ngại là không biết cái những cái môn khoa học mà các bạn học. Có lúc mình cảm thấy rằng nó ngược lại với lời kinh thánh, nhưng không, thì các bạn hãy mạnh dạn chọn những cái môn khoa học, tại vì tất cả những cái môn học đó sẽ chỉ cho chúng ta cái bàn tay, cái sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời ở trong đó. Ngày nay người ta dạy cho một cái thế hệ về thuyết tiến hóa, nhưng xin thưa với quý vị, thuyết tiến hóa nó không có đúng hết đâu. Lời kinh thánh cho chúng ta những cái dự kiện, có lẽ dịp khác chúng ta sẽ thấy. Người ta càng hiểu biết bao nhiêu thì người ta sẽ thấy rằng khoa học hay là tất cả những cái sự kiện xảy ra nó lại thích hợp với lời của kinh thánh rất là nhiều. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Như vậy hai loại dấu hiệu quý vị nhớ không? Thứ nhất là ở trong thiên nhiên, thứ gì đó là ở trong nhân loại, trong con người nói chung. Bây giờ chúng ta đến cũng là con người, nhưng mà cái dấu hiệu đối với người Do Thái, câu 15 và câu 21 cho chúng ta thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Câu 21: hoạn nạn lớn từ trước tới giờ chưa có vậy. Biết bàn cho em cái sự kiện dân Do Thái được lập quốc, được trở lại, đó là một trong những cái dấu hiệu mà nhiều người, những người nghiên cứu kinh thánh, người ta rất là mong đợi cái điều đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì có nhiều người nói nhìn vào nước Do Thái, nhìn vào những cái việc xảy ra đối với nước Do Thái, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ như thế nào, Đức Chúa Trời sẽ đem đến. Do Thái, những cái sự kiện của Đức Do Thái là cái đồng hồ của cái tiến trình của sự trở lại của Chúa Giêsu của chúng ta.
sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Ngày hôm nay người Do Thái họ không có một cái đền thờ của họ, cái nơi mà lẽ ra sẽ có cái đền thờ thì hiện giờ đó là cái nơi mà đền thờ, quý vị ở đây có ai biết không? Nhìn trên hình chúng ta biết cái đền thờ này là đền thờ của người Hồi giáo. Người Do Thái họ không có cái nơi, cái đền, một cái đền thờ để họ thờ lạy, và họ hy vọng rằng sẽ có một ngày họ được xây dựng lại cái đền thờ. Đền thờ của vua Salomon xây không còn nữa, đền thờ của vua Herod xây cũng đã bị gọi là dẹp tàn nát hết. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 chúng ta không có đọc ở câu 1, câu 2 đó, đó là lời tiên tri mà Chúa Giê-xu nói rằng không có một hòn đá nào chồng lên hòn đá khác, một cái sự gọi là sang bằng cả cái đền thờ, cái thành phố, và dân sự của Chúa lúc bây giờ đã tản lạc hết, và sau Thế chiến thứ nhì họ được lập quốc. Và từ những cái câu chuyện đó, theo những người nghiên cứu Kinh Thánh thì họ nói rằng dân sự của Chúa họ sẽ xây được cái đền thờ. Và khi chúng ta thấy được những cái điều đó, một số các nhà giải kinh thì cho chúng ta thấy rằng có lẽ khi mà cái sự kiện nó xảy ra thì là những người thuộc về Chúa đã được cấp lên với Chúa rồi. Có lẽ dịp khác chúng ta sẽ học. Hoạn nạn lớn từ trước tới giờ chưa có như vậy. Có những cái hoạn nạn lớn xảy ra hơn những gì chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay. Bây giờ thì đến cái dấu hiệu cuối cùng. Bây giờ quý vị nhớ hết không? Dấu hiệu trong con dân Chúa. Tôi để cái hình ở đây, quý vị thấy có gì đặc biệt không? Dạ, mấy con chi nhưng mà có một con cái mặt nó không phải là cái người hay là người thì có lông chiên, nhưng mà cái mặt thì hơi khác chút xíu. Lời Chúa nói như thế nào cho chúng ta thấy? Câu 5 sẽ có người mạo danh Chúa, rồi câu 9 thì có sự bắt bớ, rồi có những người bắt bớ chúng ta, ghen ghét chúng ta vì danh Chúa, rồi nhiều người sa vào những cám dỗ, rồi sẽ có nhiều tiên tri giả nổi lên dỗ dành nhiều người tội ác, thêm nhiều lòng yêu mến người dân, và tin lành của Chúa sẽ được giảng ra khắp đất. Bốn cái dấu hiệu. Thứ nhất là trong thiên nhiên, thứ nhì là trong nhân loại có những cái sự chiến tranh, có những cái sự giết, tội ác lên nhiều. Thứ ba là đối với dân Do Thái. Và thứ tư là đối với trong con dân Chúa. Và chúng ta thấy ở đây, Hội Thánh Chúa sẽ phải đương đầu với những bắt bớ với nhiều hình thức khác nhau. Rồi nếu mà chúng ta không cẩn thận, nếu quý vị và tôi chúng ta không có lời Chúa, chúng ta sẽ dễ bị dỗ dành. Và chúng ta sẽ nghe người này nói thấy cũng đúng, nghe người khác nói ủa sao thấy cũng hay quá vậy. Kinh Thánh với anh bạn chị em, ngay khi tôi chia sẻ điều này, một số quý vị tôi thấy ngồi dưới chúng ta xem Kinh Thánh, đó là điều rất là đúng. Xem có một sư thờ nói đúng không? Phải làm như vậy. Tôi cho chúng ta xem vài hình ảnh của những người tự xưng là, họ tự xưng là Chúa Giê-xu. Một người ở đây, ở trong trong hình quý vị thấy, cái ông này, ông tự xưng, ông là Giê-xu, ông đang sống ở Brazil. Tại sao có những người vẫn đi theo ông quý vị? Ông tự xưng là Chúa Giê-xu. Có lẽ chúng ta, mình đang còn ngồi ở đây, có nghĩa là mình biết Kinh Thánh, mình không đi theo ông. Nhưng mà có những người vẫn đi theo ông. Quý vị ơi, khi nãy tôi nói lời Chúa nói, nếu mà ông này ông xưng là Giê-xu thì mình phải coi lại lời Chúa. Lời Chúa nói rằng khi Chúa trở lại thì Chúa không có làm những cái chuyện như vậy nữa. Dân sự của Chúa sẽ gặp Chúa ở trên không trung trước. Và vì vậy chúng ta biết rằng ngày bây giờ mà cũng không biết nữa, mà bây giờ cái ông này ông lại nói rằng là ông là Giê-xu thì rất là nguy hiểm. Rồi cái điều thứ gì chúng ta thấy ở đây, chúng ta hãy xem Google, quý vị đánh trong Google quý vị thấy rất là nhiều những cái người mạo danh Chúa Giê-xu. Và vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận. Nếu mà ai trong dòng chúng ta mà
gọi là mạo danh mình nói mình là Chúa Giêsu thì quý vị cũng phải cẩn thận nha, hy vọng không có ai hết. Theo cái tạp báo của The Voice of Murder, cái nghĩa là những người tử đạo đó quý vị, những cái nước màu đỏ đó là những cái nơi vẫn còn có cái sự bắt bớ và người ta vẫn còn có thể bị chết vì đạo của Chúa. Nước Việt Nam của mình vẫn thấy ở đây vẫn có. Có lẽ nếu mà chúng ta sống ở những thành phố lớn như Hà Nội, như ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình không thấy có những cái sự bắt bớ đâu, nhưng mà khi chúng ta lên những cái vùng khác thì có thể có những cái điều xảy ra. Trong theo thống kê thì người ta cho biết trong năm 2020 có khoảng 260 triệu cơ đốc nhân bị bắt bớ ở trên cả toàn cầu, rất là nhiều phải không? Chúng ta sống ở đất ở Hoa Kỳ mình không thấy cái điều đó, nhưng mà ở những cái nơi khác chúng ta sẽ thấy. Và mà thật sự nói đúng ra thì chắc trong những ngày đến thì sống ở Hoa Kỳ chắc cũng bị trong cũng bị bắt bớ chứ cũng không có cũng không có yên đâu. Như vậy làm sao để biết phân biệt cái thật hay cái giả quý vị? Bây giờ một người làm sao biết một người tiên tri thật hay là một người tiên tri giả? Lời Chúa cho chúng ta thấy những điều đó, nhưng mà đối với để biết cái tiên tri giả thì chúng ta phải biết rõ cái tiên tri thật. Có một cái hình ảnh đây cho quý vị thấy cái đồng tiền. Những người nghiên cứu về về tiền giả đó quý vị, không phải là họ xem những cái tiền giả đâu, nhưng mà họ nghiên cứu thật là kỹ cái tiền thật. Để rồi khi một cái giả nó xuất hiện thì người ta nhìn ta biết liền. Quý vị và tôi phải có lời Chúa mỗi ngày. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi nhớ là cô Hạnh mỗi tuần Hoàng Thánh mới có cái buổi buổi cầu nguyện và mỗi ngày chứ mỗi ngày. Cảm ơn Chúa về điều đó. Trong cái thời điểm chúng ta bị giới hạn bởi những cái bệnh dịch như vậy, nhưng mà hội thánh Chúa vẫn còn cái giữ được cái sự cầu nguyện, giữ được cái lời Chúa để làm gì biết bạn chị em? Để cho chúng ta phân biệt cái thiệt hay cái giả. Lời Chúa sẽ giúp cho quý vị thấy được cái điều đó. Ở trong Giăng Nhất đoạn 4, Giăng Nhất đoạn 4 từ câu 1 tới câu 3 cho chúng ta thấy thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu thì thần đó không phải là thần đó, là nghịch lại với Đấng Christ. Chúng ta có thể chép xuống ở đây và Giăng Nhất đoạn 4 từ câu 1 tới câu 3 cho chúng ta thấy điều đó. Ngày nay sẽ có những người họ ăn nói rất là giỏi, họ có tài hùng biện rất là hay, nhưng mà hãy xem họ nói gì về Chúa Giêsu. Ngày hôm nay ở Việt Nam có những cái tôn giáo gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Mình nghe mình thấy, ủa, có Đức Chúa Cha, có Đức Chúa Mẹ nghe cũng có lý phải không? Nhưng mà thật sự cái điều đó là không đúng, và lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Tôi xin được nói nhanh ở đây. Như vậy, bây giờ mình biết cái mục đích, mình thấy được cái dấu hiệu, có bốn cái dấu hiệu rồi. Bây giờ cái thái độ của chúng ta, cái đáp ứng của quý vị và tôi buổi chiều hôm nay, thái độ của chúng ta như thế nào trước những cái dấu hiệu này? Mình vui hay là mình buồn? Hay là mình đã thực chiến này xong rồi, Chúa mà trở lại con không biết con sao nữa? Hay là con đang chờ đợi Chúa trở lại, con sẵn sàng chờ đợi Chúa trở lại như thế nào? Tôi trở lại với câu Kinh Thánh của chúng ta, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 13. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Chúng ta có bền chí hay là chúng ta đang nản lòng? Chúng ta đang lo sợ hay là chúng ta đang vui mừng? Chúng ta đang mất hy vọng hay là chúng ta đang có hy vọng? Khi chúng ta thấy rằng, khi chúng ta mình tự trong lòng mình nghĩ rằng chưa muốn Chúa trở lại, tự trong lòng chúng ta thấy rằng mình không vui khi mình thấy ngày Chúa sắp đến. Quý vị ơi, có nghĩa là cùng một lúc chúng ta đang nói rằng những gì chúng ta muốn mong đợi ở trên đất này nó tốt hơn là cái thiên đàng mà Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta. Một cách gián tiếp chúng ta nói như vậy, phải không? Tại mình không muốn Chúa đến. Chúa đến để Chúa thiết lập lại cái trật tự. Chúa đến để Chúa đem chúng ta về với Ngài. Chúng ta không biết cái chỗ chính xác như sẽ là cái chỗ nào,
Chúa đến để giải quyết ban cái sự ban thưởng, bày tỏ sự công bình của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không muốn điều đó, có nghĩa là cách gián tiếp chúng ta nói rằng những cái điều đó không không cần thiết. Và khi tôi nói như vậy thì chắc chắn chúng ta đã không. Mình mong cái điều đó, mình mong cái ngày Chúa trở lại, phải không? Tôi nhớ mẹ của tôi khi bố của tôi thì ông đi sau 75 thì ông đi học tập, và bà phải nuôi 5 người con, tôi là đứa con út, rất là khó khăn. Bà mong đợi, vẫn trông chờ là người chồng của mình, và cho tới lúc được hay tin bố tôi về thì lúc đó thì tôi cũng còn nhỏ, không có nhớ nhiều. Sau 10 năm ông được chính quyền cho về là tại vì nghĩ rằng ông sẽ qua đời, là họ cho về thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi về thì ông vẫn còn sống tiếp tục mấy chục năm nữa. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây đó là tôi nhìn thấy cái tấm lòng của mẹ tôi chờ đợi bố của tôi, làm tôi liên tưởng đến mọi chúng ta. Khi chúng ta yêu mến Chúa, khi chúng ta nói rằng mình hết lòng vì Chúa, nhưng chúng ta có mong chờ cái ngày Chúa trở lại không, quý vị? Chúng ta có vui mừng hay không? Thì xin Chúa, cầu xin Chúa nhắc nhở quý vị và tôi bữa chiều hôm nay. Trong tháng 3, cũng là còn 9 tháng nữa là hết năm 2021, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đối diện với những thách thức như thế nào? Chúng ta xin Chúa giúp cho quý vị và tôi, chúng ta sẽ vui mừng, chúng ta bền chí đi tiếp tục ở trong Chúa, và biết rằng những thách thức đối diện, những cái điều, nếu mà thấy những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta biết rằng ngày Chúa sắp đến, thì hãy vui mừng. Nhưng mà tiếp tục mỗi ngày tra xét lời Chúa, học lời Chúa, học Kinh Thánh, phải có lời Chúa quý vị, và đặt ưu tiên trong cái sự nhóm họp thờ phượng Chúa của chúng ta. Amen. Xin được chấm dứt. Xin cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn cô Hạnh cho tôi có cơ hội để chia sẻ lời Chúa với quý vị buổi chiều hôm nay. Rất là vui.